Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với giờ phút mà tất cả chúng ta rất mong chờ, đến với một màn đồng diễn lớn nhất trong lịch sử tỉnh Thái Nguyên. Và tôi tin chắc rằng đây cũng sẽ là một màn đồng diễn lịch sử của Việt Nam, một màn đồng diễn dưới mưa. Và tinh thần, nhiệt huyết và sự đam mê của các yogi, bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? À? Thay mặt Ủy ban BRICS Việt Nam, tôi xin gửi lời chào mừng lòng nhiệt nhất tới toàn thể các vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể các vận động viên, huấn luyện viên và các bạn có mặt tại đây ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn, nhân ngày Olympic 23 tháng 6 và ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Hương Anh Group tổ chức chương trình chào mừng ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6 và hưởng ứng ngày Quốc tế ngày Olympic 23 tháng 6 tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là một sự kiện thể thao có ý nghĩa với những người làm công tác thể thao nói chung và là sự kiện quan trọng của những người yêu mến môn thể thao yoga nói riêng. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã có quyết định công nhận ban vận động thành lập liên đoàn yoga của tỉnh. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới liên đoàn sẽ được ra đời và đi vào hoạt động hiệu quả, giúp phong trào tập luyện, thi đấu yoga của tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng trong khắp mọi tầng lớp nhân dân. Tràn đừng lo lắng.